Rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu Soli của Nhật anh em nhé. Có model là SFQ9 với kích thước ngang là 43, cao 9 và sâu 27. Máy chạy điện 100V anh em nhé. Có công suất tiêu thụ rất là tiết kiệm, chỉ với 5W thôi. Chất âm em này thì cực kỳ là hay. Với mã Soli thì hiện giờ thì em đang có SFQ9 và SFQ11 anh em nhé. SFQ9 và SFQ11 khác nhau ở hệ thống cần gạt. Với SFQ9 thì là có 9 cần gạt và SFQ11 thì có 11 cần gạt anh em nhé. Đó, thì mới về nên là SFQ11 thì em chưa vệ sinh. Khi nào em vệ sinh xong thì em sẽ quay video gửi đến cho quý anh chị em xem. Đó, đây là tổng thể mặt trước của nó. Đó là mặt phay nhôm nguyên khối anh em nhé, rất là đẹp. Góc cạnh chữ này anh em nhìn thấy chữ rất là chi tiết và sắc nét nhé. Đó, cần gạt thì là cần gạt bi rồi, anh em có thể nghe những cái di chuyển của nó rất là chắc chắn. Với em SFQ9 này thì bên em đang bán ra với giá là 3.500.000 bao ship anh em nhé. Chất âm thì của nó cực kỳ là hay, với phân khúc tầm tiền thì rất là tốt, sánh ngang với những cái em Victor C33 đó. Chất âm đây là nội thất của nó, em cũng đã tháo sẵn chụp ảnh nội thất cũng như là quay luôn video. Còn anh chị em nào mà cần ảnh chi tiết và cận cảnh hơn thì có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại em đang để hiển thị sẵn trên màn hình 0981 956486 để lấy thêm ảnh chi tiết nhé. Kết bạn Zalo giúp em. Đó, đây này em gập cái dây vào thì sẽ quay được phía sau cho anh em xem này. Em bỏ qua cái quảng cáo này. Đấy, cái dây nó bị vướng nên cái bàn xoay nó sẽ khó một chút. Đó, đây là khu vực phía sau nhé. Khu vực phía sau nhé. Đó, máy sắt xì rất là đẹp nhé. Đây, tên model đây. Điện áp 100V 5W, dòng điện 50-60 này. Đó, chi tiết cách đấu lối nhưng mà nó hiển thị hết bằng chữ Nhật nên là khi mà anh em mua em sẽ hướng dẫn trực tiếp trên video luôn. Đây, hay anh em nhìn đây là đường vào đường ra này, tiếp đến là đường số 2, số 3 đó. Em này thì có hai đường tép 1, tép 2. Đó, thông tin chi tiết rất là đầy đủ của anh em nhé. Đấy, giá là 3.500.000. Anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ giúp em để được đặt hàng. Máy rất đẹp anh em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Em xin phép dừng clip tại đây. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em ạ. Em cảm ơn rất là nhiều. Chào anh chị ạ.